Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Rồng Sinh Tồn. Và nãy giờ thì mình khá là mệt mỏi với cái bác dân làng này luôn á. Ngồi dạy nghề miết mà không có chịu bán cho mình cái quyển sách sửa chữa gì hết. 2 ngày liền rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu. Mà vậy đó, bán sách đâu đâu không à. Đó, thôi bác ở đây ăn năn hối cải tiếp đi. Mình đi về mình làm công chuyện khác thôi. Nhưng mà không quên rào lại nha. Không thôi kiểu zombie vô ăn thịt bác ấy thì cũng tội nghiệp. Thôi bây giờ chắc mình sẽ bay về nhà để mình thay đổi kế hoạch thôi. Lúc đầu á là mình tính là kiểu mình sẽ sửa cái bộ giáp của mình lại bằng cái quyển sách sửa chữa. Thế nhưng mà mua không có thì chắc mình sẽ chuyển sang mình chế tạo một cái set giáp khác đi. Mình cũng đã tìm ra được loại khoáng sản mà hôm nay mình có thể dùng để chế tạo giáp mới rồi. Nó cũng tương đối là xịn đó. Nhưng mà trước tiên thì mình cần về nhà để mình ngủ. À, có con nào láo tét đứng trước nhà mình đó nha. À, mấy con này test trước cái vũ khí mới của mình nè. Ổn chưa mấy cưng? Ổn chưa? Mình sẽ dùng găng tay. Găng tay mới này mình đấm không chừa phát nào luôn. Lôi kéo nó lại. Rồi đấm nó. Con kia núp à. Ở đây. Mình là chú rồng có sức hút. Đấm nó. Đấm nó không được phát nào. Rồi giờ thì có thể đi ngủ an toàn được rồi đó. Và loại khoáng sản mà mình đề cập tới thì nó không có xuất hiện ở cái thế giới thường ấy, mà nó nằm tít ở bên thế giới kết thúc lận. Nên là bây giờ mình phải trở lại thế giới kết thúc thêm một lần nữa. Và loại khoáng sản đó có tên là Bubble Gelde. Một loại khoáng sản màu hồng nam tính nha. Rất là thích hợp với phong cách của mình nữa. Nhưng mà hình như cái loại quặng đó nó không có nằm ở cái đảo chính thì phải. Hay là nó nằm trong lòng đất ta? Tại vì lúc mà mình dạo quanh ở cái đảo chính này thì mình không có thấy cái quặng đó. Có vẻ là cái quặng nó cũng khá là hiếm ấy. Ok, để mình sẽ thử mình đi xuống giữa này nè. Sau đó mình sẽ đào ra. Mình sẽ đào bới các thứ ra. Xem coi có tìm được cái quặng đó hay không ha. Ồ, có nè. Yeah, hiểu luôn. Vậy là cái quặng này nó chỉ xuất hiện ở bên trong những cái đảo thôi. Mình có cúp gia tài nè. Gia tài 2 thôi. Nhưng mà để xem coi nó sẽ ra được mấy đây. Ồ, ra được 3. Yeah. Không quá nhiều nhưng mà ok. Úi, còn nữa nè. Nắm rồi. Còn nữa không? À, hết rồi. Ok. Cố lên, cố lên. Mình phải chăm chỉ đi tìm nhiều hơn mới được á. Nữa nè. Quá đã luôn. Lần này thì lần này thì có 2. Ok, như vậy thì nó cũng không quá hiếm á. Mình chỉ cần chịu khó một tí thôi là chắc sẽ có đủ số lượng quặng màu hồng nam tính này để mang về và chế tạo giáp thôi. Nữa nè. Lần này thì lần này có 1 à. Lại 1 tiếp á. Yêu. Cái quặng này nó hay cho. Rồi. Ok, ít ra nó cũng dễ gặp. Không sao. Tiếp tục. Lần này thì chẳng là 2. Ui kìa đây. Ui đâu ra Enderman vậy. Nhưng mà khoan. Hiện tại thì ở nhà mình có một cái người bạn rồng Red á. Hiện tại thì Red chưa có giáp để mặc luôn. Bữa giờ thì Red chiến đấu cùng mình cũng khá khá rồi. Thôi thì sẵn dịp này chắc mình sẽ tìm thật là nhiều cái quặng màu hồng này. Rồi về có gì mình làm cho Red một bộ giáp luôn ha. Tặng Red đi. Có gì mình còn cùng Red đi chiến đấu cho nó tốt hơn nữa. Cả hai cùng mạnh thì chắc sẽ chiến đấu tốt hơn á. 50 chắc là đủ để mình làm giáp cho mình và rồng rồi. Nên chắc bây giờ mình sẽ trở về thôi ha. Chứ đây một hồi là mệt chứ con rồng Ender này á. Về tới nhà, công việc đầu tiên của mình là làm giáp cho Red trước đây. Giáp cho Red thì chế tạo khá là đơn giản thôi. Mình sẽ cần 2 khối, gắn thêm vài viên ở phía dưới như vậy nữa. Vậy là mình đã có được một cái bộ giáp cho Red rồi. Khá là nhanh chóng luôn. Rồi, giờ thì ra ngoài và mặc cho Red cái coi. Để xem Red sau khi mặc giáp sẽ trông như thế nào. Hình như mình phải có thêm một cây gậy nữa thì mới có thể mặc giáp cho Red được.
Bữa giờ mình chưa có chế tạo cây gậy để kiểu như điều khiển rác cho dễ hơn ấy. Nên thôi sẵn dịp này thì chắc mình sẽ đi làm cây gậy đó luôn. Công thức của nó thì mình sẽ cần thêm một cái loại đá nữa. Loại đá đó thì thường sẽ xuất hiện ở bên địa ngục ấy. Nó sẽ kiểu màu hơi đỏ đỏ. Để mình nhí nhí thử chỗ này có không. Có thì mình đào luôn. À cái kia, đây 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 đây, nó đây. Đó, nó là loại đá này nè. Mình sẽ bay lên để mình đào một cái. Rồi. Được hai cục. Ồ, hai cục chắc là đủ rồi đó. Mình chỉ cần kết hợp cái cục đá đỏ đỏ với một cái que quỷ lửa. Ủa? Oh no. Bên đây không có que quỷ lửa. Chắc phải về cái hang của mình nó mới có. Mong là lần trước mình dùng còn dư nha. Còn không vậy? Ở đây 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 còn nè, may quá. Rồi, chế tạo thôi. Công thức nó là như vậy. Mình sẽ có được một cái Raylan Step. Từ cái gậy này thì mình sẽ ấn vào người của rồng rác. Rồi mình sẽ coi coi. À đây đây đây, có chỗ để mình nhét cái giáp vô nè. Đó. Ui, gì đây? À, thân thiện, tưởng đâu đụng vô rồng rác của mình là tới công chuyện đó nha. Thanh niên goblin này. Ok. Và coi rồng rác của mình sau khi mặc giáp kìa. Wow. Nhìn chất thiệt sự. Ơ nhưng mà khoan. Ôi. Ouch. Mấy thanh niên này upshot mình. Oh. Mình bị goblin tấn công rồi. Này thì dám đột nhập vô nơi ở của mình hả? Ấy rồng của mình ngủ mất rồi. Mình phải tự xử thôi. Mấy bọn này canh chừng lúc rồng mình ngủ cái. Chắc tên này tên dẫn đầu nè. Mình sẽ xử hắn. Dám cầm đầu lại đây để ám sát mình hả? Này thì ám sát. Thích ám sát không? Cầm khiên hả? Sao mà đỡ được. Còn tên nào nữa bước ra đây. Qua đây định bắt cóc công chúa tôi đúng không? Này thì dám ám sát nè. Ủa? Rồng rác mình bị gì á? Ủa sao rác mình trúng độc cơ? Ui, chắc mình phải đi ngủ thôi. Buổi tối ở chỗ mình nguy hiểm quá. Rồng rác ngồi xuống đi. Không biết công chúa có sao không nữa. Ủa công chúa đâu rồi? Ê đừng nói là bọn này bắt cóc công chúa rồi nha. Ôi no. Rồi. Có lẽ nào. Thật luôn rồi, công chúa đã bị bọn này bắt cóc rồi. Trời ơi, mặc dù công chúa có hơi kiểu như là bán đồ đắt một xíu thôi. Nhưng mà mình vẫn cần công chúa ở bên mà, bầu bạn mà. Ôi no. Trời ơi. Sơ hở một tí thôi là công chúa bị bắt cóc liền. Chỉ tiếc là mình về nhà không có quá sớm để mình có thể bảo vệ được công chúa rồi. Buồn của Lộc luôn. Ai, chắc mình phải sớm đi tìm cái căn cứ của bọn goblin này để đòi lại công chúa mới được. Khốn kiếp thiệt mà. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp cho mình thôi. Nãy giờ mình lo làm giáp cho rác rồi. Mình sẽ làm một bộ giáp mới cho mình, bao gồm là một cái nón, rồi một cái áo, xong rồi tới một cái quần, và cuối cùng là một cái đôi ủng luôn. Dạ. Cái set giáp này, cái áo nó cho mình tới 10 giáp lận đó nha. Nó còn nhiều giáp hơn cả cái áo giáp rồng của mình nữa. Khá là tuyệt vời luôn. Mặc vào. Rồi quần cũng mặc luôn nè. Ủng cũng mặc. Vô full giáp rồi đó nha. Hơi bị xịn luôn. Và khi mặc full set thì nó có cho mình hiệu ứng gì không? Để mình thử coi. À hình như là không có hiệu ứng gì. Ok, nếu mà không có cộng thêm hiệu ứng khi mặc full set thì thôi, mình sẽ đổi cái nón rồng. Tại vì ít ra cái nón rồng của mình á, nó sẽ nhiều giáp hơn cái nón màu tím này nha. Vậy là bữa nay mình đã có một cái bộ giáp mới để mặc rồi. Ồ, quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì chắc mình sẽ lên đường để tìm kiếm và giải cứu công chúa thôi. Nhưng mà trên đường đi thì chắc mình sẽ ghé qua một cái nơi mà lúc trước mình từng đi qua, nhưng mà mình chưa có dịp để thuần phục một loài rồng bay lượn trên bầu trời á. Nên là bây giờ trở lại đó thế nào. Ý. Nhưng mà mới làm giáp mới mà không đi cường hóa là hơi uổng nha. Giáp mới là phải cường hóa cho nó xịn xịn, chiến đấu cho sung sung một xíu.
Chứ bữa giờ mình thấy là mình hơi ăn hành từ nhiều cái con boss các thứ đồ á. Không thể ngậm hành mãi như vậy được. Bữa nay mình phải bán hành ngược lại cho bọn chúng. Đầu tiên là mình sẽ cường hóa cái áo trước. Ồ, không có bảo vệ à? Ồ, cái quần thì có nè. Lượm bảo vệ 4 luôn. Tốt. Ồ, cái áo lần này có bảo vệ 4 tiếp luôn. Nhưng mà đồng thời nó còn cho thêm dòng gai nữa chứ. Cuối cùng là cái ủng cũng là bảo vệ 4. Wow. Bữa nay mình cường hóa hơn vậy. Ra full bảo vệ luôn à. Thời mình tới rồi. Giờ thì có thể tự tin đi quẩy một cách thoải mái rồi đó. Ủa? Hôm bữa mình thấy cái dụng này nhiều. Mấy cái nhóc rồng bay trên bầu trời lắm mà ta. Hôm nay đâu mất tiêu hết rồi. Ủa? Lạ thế nhờ. Hôm bữa mình thấy ở đây đúng nhiều luôn, hai ba nhóc luôn. Bữa nay qua đây thì chẳng thấy nhóc nào hết. Đâu đâu, để mình bay sâu hơn vô cánh rừng coi. Xem coi có gặp hay không. Vẫn không thấy nha. Ủa? Kỳ lạ vậy. Hay là bay qua bên này rồi. Ồ, bay qua bên đây thì mình thấy xuất hiện cái thanh máu boss gì cơ. Ư? What? Ở dưới là trăng hả? Ở dưới này mình thấy có con trăng hay sao nè. Ây, em mà quên, mình không có xuống nước được. Hình như vậy á, để mình thử mình tiêu diệt con trăng coi. Mình có lấy được cái mỡ trăng không? Ui, trăng không có rơi ra gì hết. Còn cái thanh máu conductor đó là của tên nào đây? Ê, 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 ê. Cái thanh niên khổng lồ này. Nhưng mà cưỡi vẹt. What the heck. Người khổng lồ nhưng mà cưỡi vẹt. Chưa, để mình búp giáp lên cái đã. Trời kìa, người khổng lồ đang ăn thịt mấy cái con kia kìa. Ghê quá. Ok, để cho người khổng lồ ăn thịt hết mấy con kia đi. Rồi mình nhào vô mình xử người khổng lồ sao. Trời ơi. Coi kìa. Yêu. Ui. Ui, sao thanh niên cái đẻ ra cơ. À, như thanh niên này là cái thanh máu boss là thanh niên đó đó. Mình thử tiêu diệt coi. Phun lửa. Mình sẽ tiêu. Wow. Hắn tạo ra nhiều tay sai quá. Quá trời quá đất rồi. Hắn tạo ra cả đống tên cầm kèn thổi luôn. Hắn giống như là cái ban nhạc vậy đó. Tạo ra quá trời tên cầm kèn kìa. Này thì dám cầm kèn hả? Phun lửa tiếp. Phun lửa anh khổng lồ luôn. Ui, cẩn thận nha, anh khổng lồ cạp mình được á. Này thì anh khổng lồ nè. Đánh anh khổng lồ luôn. Ui, cẩn thận. Nguy hiểm quá. May là mình bay được á, nên là anh khổng lồ không có thể dễ dàng mà chụp mình được đâu. Sửa anh khổng lồ nè. Ây da, cạp hụt nha. Xí hụt. Ui da, khó chịu quá. Sao cứ chụp mình để ăn thịt hoài hả? Mình phải đánh thêm vài cái nữa. Anh khổng lồ này còn mười mấy máu thôi. Thôi chắc chuyển sang nướng anh khổng lồ đi. Hình như cái anh khổng lồ này bị nhiễm với lửa hay sao vậy? Ôi chết, tao mình quýnh cái ảnh. Anh chìm xuống dưới nước rồi. Oh no. Như vậy thì không tốt tí nào. Ừ, trời lên đi. Vừa nhoi lên là mình sẽ phun lửa lên. Phun lửa nè. Để coi có chịu nổi hay không. Wow, đúng trâu luôn. Ờ, còn một máu. Yeah. Mình đã đánh bại được cái anh khổng lồ đó rồi. Tuyệt vời. Mình sẽ có được một cái con mắt của người khổng lồ. Cái này nó sẽ giúp mình làm yếu đuối những kẻ địch gần đây á. Và bây giờ mình sẽ trở lại với cái ban nhạc của cái tên conductor gì kìa. Uầy, hắn khi bị đánh á, hắn sẽ tạo ra rất là nhiều đàn em cầm kèn để thổi hỗ trợ hắn. Này hắn hay sao nè. Này thì boss nè. Đó, các bạn thấy không. Mình chỉ cần hạ một tên thôi là hắn sẽ tạo ra nhiều tên khác nữa. Ủa? Nhưng mà lần này thì hết rồi. Lần này là hắn đi luôn rồi. Thổi kèn cái gì? Ai cho ngươi thổi kèn ở đây? Hắn rơi ra nhiều ngọc lục bảo phết. À, hắn còn rơi ra cây ba ton nữa nè. Hắn có cây ba ton. Cây ba ton này mình có thể dùng để triệu hồi ra những cái
dân làng thổi kèn. Oh, được quá ta. Đây là lý do tại sao hồi nãy hắn có thể triệu hồi ra được rất là nhiều tên thổi kèn á. Ra vậy. Rồi, giờ thì mình sẽ chuyển sang lút đồ của cái tên cầm đầu cái bang kèn đó coi. Có kèn. Ồ, một cái vật tổ trường sinh nè. Tốt. Ừ, nhưng mà mình vẫn chưa tìm thấy những cái chút rồng bay lượn trên bầu trời. Ủa, không phải rồng đó nha. Rồng mình thấy hôm bữa không phải rồng này. Hôm nay ra rồng lửa rồi. Nhưng mà sáng dịp này mình muốn bam nó một trận mới được. Lúc đầu nó cũng bán hành cho mình á. Giờ mình đã mạnh hơn rồi. Vô, đổi sức mạnh nè, coi rồng lửa nào phun lửa dữ hơn. Vô. Wow 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 wow. Có vẻ là nó cũng ghê phết á. Hai con đều có khả năng miễn nhiễm lửa giống nhau á. Nhưng mà mình thì khác nha. Mình có đòn đánh gây ra hiệu ứng băng đấy. Ê dạ, sao không đánh được nó nha. Con rồng này láo. Con rồng này láo. Đâu rồi? Hai con rồng vườn nha. Đây rồi. Mình đã cắn trúng nó rồi. Xác định ngươi rồi. Để coi rồng nào sẽ mạnh hơn đây. Ê, chơi mà phun lửa. Chơi mà phun lửa. Mình sẽ đánh cận chiến thôi. Ta chấp ngươi phun lửa luôn. Tại vì lửa của mình không thể đốt được nó. Nên là mình đánh cận chiến còn ngon hơn á. Ý, xong rồi nè. Ngày nào con rồng này còn bán hành cho mình. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần cắn vài cái thôi là con rồng này đã nằm một đống rồi. Vô, tuyệt vời luôn. Chắc mình sẽ lấy một cái lọ máu của nó mới được. Đây, mình có mang theo những cái lọ không nè. Lấy một lọ máu rồng trước đây. Có gì thì còn có máu rồng để chế tạo nữa. Tiếp theo là loot vảy của nó. Có vẻ cũng không được nhiều vảy cho lắm. Mình thấy vậy. Được có 6 vảy thôi. Ừ, nhưng mà khoan. Ở đây có tận 2 cái tổ lợn. Như vậy là nó còn người anh em rồng khác. Oh, để mình diệt cỏ tận gốc luôn đi. Để coi người anh em nó bay lượn ở chỗ nào. Mình tới mình tìm mình xử luôn. Ô kia kia. Đằng kia là cái nhóc rồng mà mình cần tìm kìa. Yo. Đây rồi. Hai nhóc luôn. À thì ra là bay tiếp tận lần này lần hả. Rồi bây giờ công việc của mình là mình sẽ đánh cho cái nhóc rồng này yếu thật là yếu thì mình mới leo lên cửa được. Ê, đâu rồi? Không biết đánh cái nhóc có chịu nổi không nữa. Ê, bình tĩnh bình tĩnh. Ok, mình đánh một cái rồi đó. Nhóc rồng đã gớt xuống dưới hay sao à? Ui, đây nè, còn đây nè. Đúng rồi, đáp xuống đi. Đáp xuống đây đi nào. Rồi. Giờ thì mình sẽ bắt đầu leo lên lưng để bắt đầu cái quá trình thuần phục ha. Ê, con này, sao lại đánh nhóc rồng chuẩn bị mình thuần phục hả? Ê, cẩn thận. Mình không muốn những cái con quái khác nó làm hại rồng của mình đâu. Ui, trời ơi, nó nổ. Ổn không vậy rồng? Rồng chắc yếu lắm rồi đó. Rồng còn có 3 máu thôi hả? Cố lên nào, chịu đi, ngoan nào. Trời ơi, dùng dãy, đừng có xuống nước mà. Ôi no. Ây. Trời ơi, rồng lầy quá, leo xuống, nhảy xuống nước cái là mình mất máu quá trời luôn. Ngoan. Chúng ta là bạn của nhau. Dùng dãy thì ớn thiệt chứ. Ôi, công nhận rồng này khó thuần phục ghê á. Nhưng mà cố lên, càng khó thì mình càng phải cố gắng nhiều. Úp, hình như mình thành công rồi. Ồ, mình được cái thành tựu người bạn mãi mãi kìa. Best friend forever. Yo. Bây giờ mình sẽ thử leo lên người của Amphidia coi. Được chưa? Ủa, chưa được. Ồ, sao cái nhóc này vẫn còn cắn mình kìa. Ôi dạ, cắn nó đau quá. Ủa sao mình chưa thuần phục được, sao mà lại có được cái thành tựu ta? Ồ, được rồi nè. À, thì ra là hồi nãy mình thuần phục được rồi nha. Chẳng qua là sau khi thuần phục thì rồng còn hơi kiểu nóng giận ấy. Ồ, vậy là bây giờ mình đã có người bạn mới rồi. Wow, Amphidia bay cũng nhanh lắm. Không thua kém gì mình đâu. Wow, thích thiệt á chứ.
Ơ nhưng mà bây giờ không biết cho Amphidia ăn gì để hồi phục nhờ. Ê, ê cẩn thận cẩn thận. Giờ mà bị mấy cái con Reaper nổ là đi luôn á. Chắc bây giờ mình phải bay về nhà liền mới được. Để coi coi có cái gì cho người bạn mới này ăn để hồi máu lên hay không á. Chứ còn ít máu gì mình lo lắm. Mình nghĩ là Amphidia sẽ ăn thịt á. Nên là bây giờ mình sẽ cho người bạn rồng này ngồi xuống đây trước đây. Xong mình qua bên nhà mình. Mình bắt bò mình đãi cho ăn thịt bò ha. Cái gì chứ bò nhà mình nhiều lắm. Đây cái đống này. Sữa bò nhóc ha. Không biết là nên cho ăn bò tươi hay là bò bò nấu chín ta. Mình sẽ thử thịt bò tươi trước đi. Coi coi người bạn này có chịu hay không. Ủa, con nhỏ đi đâu đấy. Nhà người ta mà trèo. Nếu như vậy thì chắc mình phải vào nhà và nghiên cứu thức ăn cho Amphidia thôi. Mình không nhớ rõ thức ăn của Amphidia là gì ấy. Đầu tiên là mình sẽ cần có một cái bàn giống như vậy. Rồi sau đó mình sẽ làm một quyển sách. Đây rồi, có kiến thức về Amphidia rồi. Đây. Mình có thể nhân giống bằng những cái bánh hả ta? À, vậy là rồng này ăn bánh à. Độc lạ thế giới rồng thiệt chứ. Nhưng mà ăn bánh thì chỉ giúp nhân giống thôi chứ không có giúp hồi máu được. Oh no. Nếu vậy thì mình sẽ thử nấu thịt lên rồi đưa cho rồng ăn thử coi. Coi coi có chịu hay không. Nào nào chịu đi nào. Cũng không chịu. Lúa mì thì sao? Lúa mì cũng không. Như vậy thì chắc mình chỉ có thể để Amphidia ở nhà thôi chứ. Nếu mà đi khám phá với lượng máu ít ỏi như vậy á, một hít của cây địch thôi là có thể khiến nhóc rồng này tử trận ấy. Như vậy thì rất là buồn luôn. Nên là tốt nhất chắc sẽ ở đây cho nhóc rồng mới này ở nhà chơi với những cái rồng tí hon đi ha. Như vậy là cách an toàn nhất rồi. Còn bây giờ thì mình vẫn sẽ lên đường để tiếp tục cái hành trình đi tìm và giải cứu công chúa thôi. Mình vẫn chưa tìm ra được tung tích của mấy cái tên Goblin đó nữa. Chưa thấy căn cứ của bọn chúng ở đâu hết. Có cần phải nhỏ tới vậy không trời. Mới bay được có một đoạn tí tẹo thôi là trời mưa ồ ồ rồi. Ok. Trời đã tạnh mưa rồi. Có thể tiếp tục lên đường được rồi đó. Ồ nhưng mà khoan. Ở phía bên này mình thấy nó có một cái chỗ rất là lạ luôn. Những cái chỗ tuyết nhưng mà nó theo hình xoắn ốc. Kỳ cục lắm. Không giống như là tự nhiên nha. Kiểu như nó có công trình ở đây hay sao á. Ồ chính xác rồi. Đằng kia có một con thuyền kìa. Dưới này thì có doanh trại của bọn cướp dân làng. Được, mình sẽ tiêu diệt bọn chúng. Cho bọn chúng đón nhận cái kết mới được. Ê, bên trong là căn cứ của bọn chúng kìa. Oh, thì ra dưới này là có căn cứ của bọn chúng. Mình sẽ trừ khử bọn chúng liền. Wow. Ê. Tịch thu ngọc lục bảo các thứ. Có dấu đồ gì không? Ui, bọn này giấu. Cái này giống trái bom của cướp biển vậy. Wow, bọn này thấy vậy mà giấu hàng nóng nha. Tiếp tục là bom nè. Một xíu mình sẽ dùng bom này để mình đánh bom bọn chúng. Ơ nhưng mà khoan. Không phải, cái này là những cái túi. Và trong này nó cất đồ thôi, chứ không phải trái bơm. Nhìn nó giống trái bơm thôi. Ú là trời. Còn trong này. Ủa? Trong này có cái bình đơm đớm gì đẹp vậy? Ui. Ui, mình thả đơm đớm ngay luôn rồi. Phía bên này thì vẫn còn khá là nhiều tên cướp dân làng nè. Nhưng mà bọn chúng hình như là đầu bếp hay sao á. Cầm bánh mì. À, chắc vậy rồi. Vậy mà mình cứ ngỡ đây là những cái chỗ bình thường thôi, nhưng mà ẩn sâu bên trong là chỗ của bọn cướp dân làng à. Ảo cái. Để mình dò tìm thử coi còn chỗ nào có bọn cướp dân làng không. Phun lửa vào. À chỗ này thì không có. Còn bên này chắc chắn là có rồi nè. Mình thấy có nguyên một con thuyền luôn cơ mà. Vô áp sát nào. Mình có nên thiêu rụi con thuyền này không ta. Chưa, từ từ. Để mình xử bọn chúng trước đi. Từ từ thiêu rụi cũng được. Ồ. Nhưng mà ở dưới mình thấy nó có nước không à.
Vậy thì khá là nguy hiểm nha. Tại vì dù sao thì mình cũng là một chú rồng sợ nước ấy. Ui ui ui. Ai dù. Bọn chúng mạnh thế. Còn là mấy tên cầm rìu thôi. Ui có tên này cầm nhung nham rồi nữa nè. Và hắn rơi ra cái sừng gì đây? Một cái sừng khá là đặc biệt. Ê ê ê. Bắn cái gì? Cất ngọc lục bảo hả? Lậm luôn. Tịch thu hết ngọc lục bảo nè. À có cái chuông nữa. Lậm về. Đây có vẻ là cái ghế của cái tên thuyền trưởng nè. Mà không thấy tên thuyền trưởng đâu hết ha. Mình sẽ thử đi xuống sâu hơn coi. Nhưng mà dưới này nước không à. Khá là khó khăn cho mình đây. Rương gì đây? Ồ, và có vẻ kho báu của bọn chúng cất ở tầng dưới nè. Mình sẽ đi xuống và kiểm tra thử. Rất là nhiều đồ luôn. Wow. Vào đấy, bọn này cũng vào phết đấy. Cái bát súp này thì cho mình khá là nhiều cái thanh thức ăn luôn này. Còn cho mình hiệu ứng thở dưới nước, rồi bơi nhanh dưới nước đồ các thứ. Bát súp này tốt vậy. Ôi không biết mình ăn vô mình có thể bơi được không ta. Bình thường mình sợ nước lắm. Ê. Ôi. Bọn chúng cùng bắt cóc dân làng nữa. Oh no. Dân làng đừng sợ, tôi tới đây để tôi giải cứu dân làng nè. Đi theo tôi. Trời ơi. Bắt cóc mấy dân làng đây? Hai dân làng rồi. Không biết bên kia còn dân làng nào bị bắt cóc không nữa. Hình như là hết rồi. Thì là bọn chúng chỉ bắt cóc có... Ồ đây đây còn. Bọn chúng bắt cóc ba dân làng lên cái thuyền này. Ồ lại thêm một cái rương chứa đồ. Lậm luôn. Và nó có những cái mảnh phim này. Đây là một cái nguyên vật liệu có thể dùng chế tạo giáp. Khá là ok này. Wow. Mình thấy nó có bộ giáp gì nhìn xịn phết. Mình cứ tích góp mấy cái mảnh này đi ha. Còn giờ mình sẽ test thử coi bây giờ mình có bơi được. Ây da, no. Ây da, mình bơi được á nhưng mà mất máu nhiều quá. Ui. Ây da. Ây da, mình cần lên bờ. Nguy hiểm quá đi. Rồi, sơ qua cái con thuyền đắm này nó sẽ cho mình những cái đồ như vậy ha. Mấy tên này bắn cái gì? Cho người xuống biển chơi luôn. Cái thuyền của các ngươi hả? Ta sẽ thủ tiêu. Tại vì mình đã cứu hết dân làng rồi. Nên là con thuyền này không còn gì phải lo lắng hết. Này thì cướp với chả bóc. Đã vậy còn bắt cóc dân làng một cách vô cớ nữa. Rồi đi tiếp thôi. Wow, nhưng mà màn đêm ở đây xuất hiện những cái con quái vật gì nhìn thấy ghê vậy. Nó có một cái hàm răng nanh rất là dữ luôn. Mình sẽ nướng nó. Con này chắc ăn được á. Để coi. Ui, nó đang dí theo mình kìa. Yêu. Chặt nó. À, mấy con này nó rơi ra những cái mảnh phim. Là thứ mình cần để chế tạo giáp đây. Ngồi ở đây farm một lúc thì mình có được 14 mảnh phim rồi ha. Giờ thì mình còn phải tìm những cái quặng platinum nữa nè. Ồ. Phải có quặng platinum nữa thì mình mới đủ công thức để làm giáp được. Úi. Mình mới mở cái gì á? You feel the vibration under ice. Kiểu nó bảo mình rung động dưới lớp băng gì hả? À là sao? Ừ nha. Giờ mình mới để ý. Ở dưới này nó có công trình. Ủa? Phải không vậy? Đâu. Để mình lặn xuống dưới này mình coi thử coi. Ây da. Đau quá. Rồi, mình đã vào trong rồi. Cho mình một cái đôi ủng mèo. Cái ủng này thì cho phép mình làm cho những con Reaper xung quanh nó sợ hãi, giống như là mình dắt theo mèo vậy á. À. Ô nhưng mà có vẻ công trình này nó không liên quan gì tới cái lớp băng ở phía trên hết. À. Chỉ là trùng hợp nó xuất hiện ở cái vùng này thôi. Ngoài những cái con thuyền ra thì mình thấy ở đây nó còn có một cái tháp canh nữa nè. Wow. Nhìn đẹp thiệt chứ. Được. Mình sẽ đột nhập vô. Và xử gọn bọn chúng thôi. Kiểu gì bọn chúng cũng sẽ giấu cả đống đồ cho mình xem.
Đấy, sơ qua là mình có thêm ngọc lục bảo các thứ nè. Lò nung hả? Mang về luôn. Nay ba lô mình bự lắm nên là tha hồ mà hốt hốt đồ của bọn chúng ăn vai. Nãy giờ thì chưa có cho Red ra trận á, nên là bây giờ đã tới lúc để mình đưa Red ra và tác chiến cùng với mình rồi. Đâu rồi? Xử nào Red. Tấn công. Úi giời. Ơi, nhưng mà từ từ nha. Red mình cũng có sức sức chịu đựng giới hạn thôi á. Mình cũng phải hỗ trợ Red mới được. Mời cắn nó đi Red. Hay lắm. Những cái chỗ chật như vậy thì Red không có chui vô được á, nên là thôi mình sẽ thay Red chui vào. Nó có bột Elder nè. Lượm luôn. Ở dưới còn đường nữa. Rộng phết. Chỗ này nhìn vậy thôi nhưng mà trông rộng phết này. Để mình loot loot sạch đồ đây rồi mình hả thiêu đốt cái khu này sao. Này còn nhiều rương lắm. Nhưng mà có vẻ cái chỗ này nó không không có nhiều đồ xịn giống như là cái chỗ trước của mình rồi. Chỗ trước mình đi qua rồi. Cái này sơ qua thì chỉ được có một ít ngọc lục bảo thôi. Ok. Như vậy thì khu này đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Nên là tạm biệt khu này nào. Cho nó sáng nhất cái đêm nay luôn. Phun lửa vào nó. Wow. Giờ mới thấy sức mạnh hơi thở của mình có tác dụng á. Mà lúc nãy á mình có kiểu như loot được một cái gọi là cái sừng hay sao á. Đâu rồi? Ở đây 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 nó nằm trong người mình nè. Mình có thể triệu hồi ra Captain Cornelia. Cái này thì mình để triệu hồi boss à. Quay tí nữa là mình mình mang về nhà luôn, quên dùng rồi. Rồi, giờ thì mình sẽ thử thổi cái sừng này. Xem coi. Cái gì đây? Nothing happened. Không có gì xảy ra hết. Ui, lần này thì có chuyện xảy ra rồi. Đây là hồn ma của thuyền trưởng Cornelia nè. Ê, có thằng. Mình sẽ triệu hồi Red ra. Này thì ma nữ hả? Này thì ma nữ nè. Red ơi, tiếp tôi pha này. Đúng rồi. Ấy, trời 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 trời. Ui, ma nữ này có kỹ năng phá băng. Cẩn thận nha Red, có chân, có chân. Đúng rồi, mình và Red sẽ hợp sức để tiêu diệt cái ma nữ này. Ui, sao nhảy nhảy, khó đánh trúng quá. Ui, cái ma nữ này. Ghê quá. Mình lụm Red lại vô cái ra. Rồi, 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 rồi. Ê, 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 cẩn thận, cẩn thận. Rồi, tiếp tục nào Red. Ui, Red hất dữ quá. Ê, đây, 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 cuối cùng mình cũng chặt chúng à. Ui, nhưng mà cái vùng biển này có những cái tên zombie chết đuối, khó chịu quá. Rồi, lần này thì chắc sẽ dễ chơi hơn nè. Tiếp tục tấn công cái ma nữ đây nào. Này thì ma nữ. Ui, ma nữ triệu hồi đệ. Triệu hồi rất là nhiều đệ tử luôn. Ê, này thì triệu hồi đệ tử hả? Ôi, Rác mình yếu máu rồi. Ui, cực cho Rác mình rồi. Ê, nãy giờ Rác solo với cái hồn ma của thuyền trưởng này. Bây giờ để mình solo với hồn ma này cho. Ui, ở đây lạnh quá, mình phun băng, phun lửa không nổi luôn. Này, ở đây lạnh quá, mình phun nó toàn ra khói không à. Ở đâu cái hồn ma đâu rồi? Đây nè. Ở đây rồi, ở đây thì mình có thể phun lửa được rồi. Chiêu rủi cái thuyền trưởng đi. Ui, cái hồn ma này miễn nhiễm với lửa. Khó chịu vậy. Đây rồi. Vô. Và sau một lúc thì cuối cùng mình cũng đã tìm cách để đánh bại được cái thuyền hồn ma thuyền trưởng Cornelia này rồi. Ghê thiệt chứ. Thì ra là cái sừng hồi nãy là dùng để triệu hồi ra cái thuyền trưởng đó. À, còn mấy tên zombie chết đuối này, đi chỗ khác mà chơi. Để mình coi coi cái hồn ma thuyền trưởng đó sẽ cho mình cái gì nào. Đầu tiên là một cái nón. Một cái nón mà có tới tận là 7 giáp lận á. Wow. Nhưng mà đeo cái này vô thì mình chả thấy đường gì hết. Kiểu như cái này nó giúp mình có thể lặn dưới nước hay sao ấy.
Khi mà mình hết oxy thì cái này nó sẽ tự động hồi oxy lại cho mình. Kiểu kiểu như vậy. Ui nhưng mà mình xuống nước là mình cũng mất máu à. Tại vì mình là rồng hang động á, sợ lửa lắm. Ủa sợ nước lắm. Tiếp theo thì thuyền trưởng nó còn cho mình một cái mảnh chìa khóa đóng băng. À, dùng để mở cái rương bí ẩn, cái rương giấu ở trong những cái pillager shelter. Ồ, vậy là trong mấy chỗ này có cái rương bị giấu hả ta? Ok. Chuyến đi này căng thiệt. Tí nữa là Red của mình đi luôn rồi. Hồi nãy bị mấy cái đệ tử của cái mụ thuyền trưởng kia đánh thốn quá. Nè, còn có 5 máu nè. Ý là mình cho Red mặc full giáp rồi đó. Mà còn gì? Rồi, còn bây giờ mình sẽ trở lại cái hang động của mình để mình trưng bày mấy cái món đồ mình tìm được mới được. Nhất là cái nón này. Để mình coi coi cái nón này trông sẽ ra làm sao đây. Ồ. Cái này nó giống như cái nón của mấy cái thợ lặn ha. Wow, xịn á. Như vậy thì trong ngày hôm nay mình khá là thành công khi mà vừa sở hữu được một set giáp mới khá là tốt nè. Ôi. Ô. Ủa. Đây là. Ôi cái này không phải công chúa rồi. Ủa. Ôi khoan khoan khoan, công chúa phải không vậy? Princess. Princess là công chúa mà. Ủa nhưng mà sao công chúa này nhìn mặt nam tính vậy? Cưỡi ngựa đồ xịn lắm này. Có một công chúa mới tới nhà mình chơi. Hí. Công chúa tới nhà phải dắt vô nhà. Ai. Hợp lý luôn. Và coi coi. À vẫn như thường lệ công chúa sẽ thích hoa ấy. Mà lần này hoa này mình không có rồi. Ui nhưng mà gì có kỳ quá không ta. Rồi lỡ công chúa cũ của mình về rồi thấy có công chúa mới ở đây thì gì cũng toang á. Thôi chắc mình sẽ không đặt tên công chúa đâu. Mình giữ tên cũ của người ta đi. Mình chỉ có một công chúa thôi. Còn mấy tên cận vệ thì chắc mình sẽ dắt vô trong luôn á. Để nhỡ ví dụ có tên goblin nào tới tấn công cái cô công chúa mới này thì còn có người bảo vệ hộ mình những lúc mình vắng mặt nữa. Ok hơn rồi đấy. Wow, nhưng mà chỗ này bắt đầu chật rồi đó nha. Tại vì lúc đầu cơ bản cái chỗ này là mình chỉ muốn cho rồng Red với cả là rồng tí hon ở thôi. Nhưng mà bây giờ đã có thêm Amphidea nè. Rồi công chúa rồi với dàn kỵ sĩ mới nữa. Nên là bắt đầu nó hơi chật rồi ha. Nhưng mà không sao, sắp tới có gì mình sẽ làm cái nơi riêng dành cho những cái người bạn mới này. Và nói chung thì trong ngày hôm nay cũng khá là tuyệt vời đối với mình rồi. Chỉ tiếc là công chúa cũ của mình đã bỏ nhà ra. À không, bị bắt cóc chứ. Khá là xui luôn. Nhưng mà mình sẽ cố gắng tìm kiếm dấu vết của công chúa và giải cứu công chúa sớm thôi. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.